quý vị và các bạn, sáng nay Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, công bố kết quả đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở ban ngành địa phương DDCI trên địa bàn tỉnh và tuyên dương khen thưởng các doanh nghiệp đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tham dự hội nghị có ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành và hơn 350 doanh nghiệp trên địa bàn. Năm 2018 là năm đầu tiên tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai đánh giá DDCI trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở học hỏi kinh nghiệm từ các tỉnh bạn, tỉnh đã rất quyết liệt và đưa vào thực hiện đánh giá đến 22 sở ban ngành và 9 ủy ban nhân dân cấp huyện. Nhằm tăng tính khách quan trong đánh giá, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Hội Doanh nhân trẻ chủ trì phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh triển khai đánh giá độc lập dưới sự hướng dẫn của Viện Nghiên cứu và Phát triển Kinh tế Xã hội tỉnh Bắc Ninh và các chuyên gia PCI giao kinh nghiệm đến từ Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam. Theo kết quả khảo sát DDCI năm 2018, đã ghi nhận nhiều lĩnh vực thế mạnh của tỉnh có tính minh bạch, trách nhiệm người đứng đầu, cạnh tranh bình đẳng. Trong đó, thang điểm về quy trình và thủ tục thực hiện thủ tục hành chính đơn giản, dễ thực hiện, được doanh nghiệp đánh giá cao. Riêng thang điểm đánh giá trách nhiệm người đứng đầu được doanh nghiệp đánh giá thận trọng, sát với thực tiễn và cảm nhận của doanh nghiệp, với số điểm đồng tình và chia sẻ với những khó khăn của ngành khá cao. Kết quả này có thể khẳng định rằng môi trường kinh doanh tỉnh đang thay đổi hàng ngày thông qua những nỗ lực và sáng kiến thiết thực của chính quyền tỉnh. Việc công bố cái chỉ số DDCI nó gửi một thông điệp rất là mạnh mẽ đến doanh nghiệp và người dân rằng là chính quyền sẵn sàng lắng nghe ý kiến từ doanh nghiệp và sẵn sàng cho sự thay đổi theo hướng tích cực hơn. Thì với sự cầu thị thì rõ ràng là các sở ngành quận huyện có thể đề ra chương trình cải cách có ý nghĩa. Bởi vì với những thông tin mà khảo sát doanh nghiệp, các hộ kinh doanh thì sẽ đưa ra những cái dữ liệu để cho các sở ngành quận huyện để biết những điểm yếu của mình, những mặt mạnh của mình để có thể triển khai trong thời gian tới. Và nó cũng tạo ra một sức ép rất là đáng kể cho từng lãnh đạo mỗi sở ngành và quận huyện để cải thiện trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ biểu dương nỗ lực của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tập hợp bộ chỉ số đánh giá cảm nhận của doanh nghiệp đối với các huyện, thành phố, sở ngành để nhận thấy sự chuyển biến tích cực của các sở ngành địa phương trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện đề án phát triển doanh nghiệp, Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh tham mưu xây dựng kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2019. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, sở ban ngành siết chặt kỷ luật công vụ, kỷ luật hành chính để phục vụ doanh nghiệp, người dân được tốt hơn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ cũng khẳng định, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành sẽ tăng cường đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp về một số nội dung, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế chính sách tạo việc làm cho doanh nghiệp địa phương, hỗ trợ vốn vay cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vận tải kinh doanh, cơ chế để đầu tư phát triển các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Tỉnh sẽ tiếp tục tháo gỡ vướng mắc bất cập để không ngừng cải thiện môi trường đầu tư thông qua những cái chương trình giảm cụ thể. Khi tôi gặp doanh nghiệp thì các đồng chí hay nêu chính quyền địa phương phải tạo lòng tin cho doanh nghiệp để doanh nghiệp yên tâm đầu tư. Thì tôi có hỏi lại, thế doanh nghiệp có mạnh dạn đầu tư hay không? Hai vấn đề song song. Được gọi đồng hành thì chính quyền sẽ tạo lòng tin bằng những cơ chế chính sách nhất quán, thống nhất, ưu đãi. Nhưng doanh nghiệp phải mạnh dạn đầu tư. Tại buổi gặp mặt và công bố đối với các đơn vị khối sở ngành, top 5 dẫn đầu DDCI lần lượt là các sở ban ngành, Sở Y tế, Sở Du lịch, Sở Ngoại vụ và Sở Tư pháp. 5 đơn vị ở vị trí cuối là Sở Công Thương, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cục Thuế tỉnh và Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Top 5 địa phương dẫn đầu lần lượt là huyện Quảng Điền, Nam Đông, Phú Lộc, Phong Điền và thị xã Hương Thủy. Xếp vị trí cuối cùng là Ủy ban nhân dân thành phố Huế. Kết quả của bộ chỉ số DDCI này sẽ được dùng làm thước đo để Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá năng lực điều hành kinh tế của chính quyền các huyện, thị xã, thành phố, các sở ban ngành thuộc tỉnh và chấm điểm thi đua vào cuối năm. Nói chuyện cùng cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu nhận định,
những thời cơ thách thức với cộng đồng doanh nghiệp trong năm 2019, đề nghị các doanh nghiệp doanh nhân cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, tăng cường liên kết hợp tác để nâng cao khả năng cạnh tranh, phát huy tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, đề cao trách nhiệm xã hội, văn hóa kinh doanh và chấp hành pháp luật trong kinh doanh, chuẩn bị tốt để hội nhập quốc tế. Tôi đề nghị hôm nay có các lãnh đạo, các sở, ngành, chính quyền các cấp thì các đồng chí phải nhìn vào đó để thực hiện được cái cam kết của chính quyền để hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển. Cũng như ý kiến của một số chuyên gia về đánh giá về cải cách hành chính, chỉ số này thì mới bước đầu, năm đầu tiên chúng ta đánh giá thì mẫu điều tra thì cũng chưa lớn lắm và nó phản ánh cũng đã đúng hết chưa thì cũng chưa thỏa mãn được hết các cái đơn vị địa bàn. Tuy nhiên thì đây cũng là một cái bức tranh đánh giá mà theo tôi cũng tương đối chính xác, chúng ta mới nằm ở mức độ trung bình khá. Thì chúng tôi cam kết là sẽ tiếp tục tạo cái môi trường đầu tư tốt nhất. Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã khen thưởng 6 doanh nghiệp xuất sắc toàn diện, 19 doanh nghiệp xuất sắc trên các lĩnh vực và 7 doanh nghiệp trẻ, năng động và sáng tạo.